zogameshop.vn, shop bán nick tất cả các loại game. Ngoài ra, trên web còn bán quân huy tự động, thẻ cào game và nhiều dịch vụ khác. Ê, hello, xin chào tất cả anh em ạ. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, rồi, tí nữa lên nhầm đồ anh em ơi. Hôm nay mình sẽ lên full dam con cửa dép này anh em ạ. Đó thì ok, thì anh em ở video trước thì anh em có comment là gì nhỉ? Cầm cửa dép đi dùng ulti vào team mình và bảo mày tắm mày bẩn nó tắm cho mày á. Được anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm luôn cho anh em xem này. Mà nếu mà chỉ làm tắm cho team mình thì nó vẫn chưa đã anh em ạ, nên bây giờ mình phải lên full cả đam luôn anh em ơi, cho nó phê đó, lên full đam nhá, gặt ngay anh em ơi. Rồi từ từ đã, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải giấy. Trời ơi, nó lại thăm lọ quá cơ, bạn làm gì? Ôi, ôi, thôi, thằng lạc thằng ra anh em ạ. Nó cái kiên dài hơn mình, hốt lắm. Thằng này không chơi, bây giờ chơi được anh em ơi, có ulti phát bắt nạp nó luôn. Đánh nhau à? Làm gì? Giết mày luôn. Thôi, em xin. Em sai rồi. Thôi từ từ nhá. Quái gì lại chết rồi? Trời ơi, thì theo mình phát này nó có hai con AD luôn anh em ạ. Rồi mình kệ nó, tranh nhau AD thì cho chúng nó đi tắt đường rồng đi. Mình lên đây mình đi đường tà thần anh em ạ. Rồi gắt ngay. Rồi level 3 rồi, sắp có ulti rồi cả nhà ơi. Ui dồi ôi, ui cái mình lùi xa quá, mình mà lên là ăn được nó rồi đấy. Tiếc thế, bố ông mít nó còn tốc biến ra anh em ơi, ngu người. Rồi rồi đợi lên level 4 để mình đi tắm cho tèm mình phát. Nó lại gắt gì đâu anh em ơi. Ôi trời ơi, ui, cho mình ăn cho không cho. Trời, kiệt thế, bạn gì người đâu kiệt thế, thấy đồng đội ít máu còn cố ăn, ngu người. Đó thì không sao hết, mình sẽ xuống đây mình phao con này. Đó, lên full dam nha anh em, mình lên full dam luôn. Red lên full dam anh em cho cũng có xem rất là nhiều rồi, nó cũng rất là bá đấy anh em ơi. Ý level 4 rồi mà còn ra này. Rồi anh em cứ từ từ để mình phải lấy lại tôn nghiêm cái. Thằng ra lại mẹ tính làm gì hả? Giết luôn này. Giết này, nó sẽ vào đây. Nó sẽ vào đây anh em ơi. Work luôn. Em đi đâu về? Em về đâu em ơi? Chết đấy. Đứng lại. Ôi giời. Chạy xa đấy. Em đứng lại thôi, xịt rồi. Đúng rồi, anh chạy mất tiêu rồi anh em, bố khỉ. Quay lại mày sai rồi, chết đấy, anh còn bộc phá à, ngu người. Làm gì? Rồi mới vào từ đầu trận đến giờ thì mình cũng thấy cái team mình và team bạn cả khịa nhau quá nhiều rồi anh em ạ. Nó toàn lôi tên nhau ra chửi à, mấy thanh niên đặt nick là tên của mình luôn. Nó lôi ra nó chửi luôn. Ui trời ơi, đúng là mấy trẻ trâu bây giờ nó manh động quá anh em ạ. Đấy, phúc gà kìa. Chửi nhau lôi cả tên nhau ra chửi luôn anh em ạ. Cả khịa nhau mắc gắt luôn. Thôi mình biến về cái đã. Đấy. Rồi, tình tú cái gì? Ai? Ngủ người anh em ơi. Đấy, dừng ganh tao với. Đấy, bây giờ mình lười đi lên các đường kia đã, mình sợ mất cái đường của mình anh em ơi. Mình thử dụ thằng rừng xuống đây để mình tắm cho nó xem nào có được không nha. Không thì mình lại phải dẫn xác mình đi lên thôi. Mình mà đi lên mà nó lấy mất cái đường này thì hơi thọt anh em ạ. Ok, đợi tí ạ. Ngon em ơi. Được, đợi tí thì ok, mình sẽ đợi bạn. Nhanh chụp đây, giết mình đi chứ. Trời ơi. Ui trời ơi. Rồi lên được cái thương long. Vào đây. Vào đây. Có rừng ra đấy nhá. Mày à bưởi. Ui trời ơi. Nó đánh tớ này. Nó đánh tớ này em ơi. Chết ngoài. Rồi. Vâng, mãi mà chưa hở ra tí nào để mình đi tắm cho team mình phát nhờ. Ui dồi ôi, 27 rồi. Nhìn cái team mình nó tạ chưa kìa. Work. Mày chạy đi đâu. Ui trời. Mình đã bảo sai rồi anh em ơi. Ê mày đứng lại ạ. Ôi rồi chạy mất rồi. À bướm. Đi đâu em ơi? Em đi đâu về? Chết đi.
Úi dồi, ra thuật bộ bỏ mẹ thấy bà rồi. Mọi người ơi, phát đấy dậm được kim một là nó chết rồi, không kịp anh ạ, nó nhanh quá, quá nhanh quá, nguy hiểm luôn. Được cả ông giúp cơ đứng trong bụi nữa, muốn hết cả người anh em ơi. Rồi ok, sau này mình sẽ cố gắng để cái kim để mình ấm cho cái tem của mình nha. Lúc nãy nhìn thấy nó ít tiết quá, mình lỡ mình dùng mất tiêu ấy. Ơi, thế mà chuyện gì anh em ơi. Rồi, bây giờ lại đi tích nộ để lấy lại kim ạ. Trời ơi, có khám mượn gì đâu anh em ơi. Rồi ăn một chết bô một mạng rồi. Cho tôi lấy nộ cho bạn. Úi giời, lại đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi. Từ từ đến chứ có nộ. À mà có nộ bây giờ mình cũng phải để đi để mình tắm cho tem mình anh em ơi. Ý giời, ý giời. Thôi. Chết tôi rồi, chết tôi ra đi kìa rồi. Thôi, em hết tiếc rồi, em đi về đây. Ông trời, à con đi rồi anh em ơi. Đây rồi. Hàng về. Ulti mày luôn nè. Nó không ulti lại mình anh em ạ. Gì đây? Ê, ta đã chắc chửi mình à? Chửi mình rồi. Mày ulti cơ gì vậy cả? Nó lại gắt ngay anh em ơi. Ấy rồi. Ấy, thấy mày bẩn. Thấy mày bẩn, tao tắm cho đó. Trời ơi, nó lại khắm anh em ơi. Trời ơi, xin. Chát xong câu này thì các bạn nghĩ đồng đội nó sẽ nghĩ mình như thế nào bây giờ anh em ơi. Chết mỏi gặp thằng vừa hút cỏ là chơi game rồi. Gì đây? Ui vừa cửa ốc. Mấy cái này anh em ơi. Trời ơi, ốc đấy anh em ơi. Trời ơi, chửi mình ốc kìa. Mày nhớ mặt này. Tí nữa mày mà bị giết tao không cứu mày nữa. What the hell? Tắm cho tao chúng mày á. Ui giời ơi. Ui nó lại còn khoe tem kia nữa. Phát này mình không chắc tổng anh em ạ. Ui mình không chắc tổng, gặp ngay thanh niên chắc tổng nên khoe tem bạn là mình đi tắm cho nó. Ui dồi ôi, chết rồi. Ui ơi, thôi anh gì ơi. Em không đánh nhau đâu. Dồn vờ cờ thế à. Ê ơi. Ê ơi, nó hài, nó khắm lọ anh em ạ. Rồi gặp ngay ông Thánh thắm lọ anh em ơi. KVL. Vâng, KVL anh em ạ. Nó lại còn đi kể khổ. Mình ulti nó có phát thôi mà nó còn đi kể với tem bạn rồi kể với tem mình rồi anh em ơi. Mày giết luôn. Phát này thì giết người anh em ơi. Úi dồi ôi anh em ơi, đông quá. Giết. Mày đi đâu sau này, một bạn, cả bạn nữa. Tuyên bố không bao giờ chạy được nhá. Tuyên bố không bao giờ chạy được nhá. Chết đấy. Ý trời ơi, chạy đi đâu con sâu này. Ôi thằng về rồi. Ôi ôi teo. Teo đẩy trụ lén. Ôi ôi teo nát đi đẩy trụ lén anh em ơi. Bỏ mẹ thấy bà rồi. Đây. Giết. Mày chạy đi đâu con sâu này. Chết đi. Ôi ôi chết rồi, chết rồi. Đừng anh ơi. Chết đi. Ý trời ơi ngu người. Định giết tao hả mày? Làm gì dễ thế. Tí nữa nó bắn chết mình thật anh em ạ. Thôi về đã. Rồi. Làm gì giết được mình dễ thế. Nó lại gắt ngay. Rồi chui hết ra đây. Ok anh em thấy cái video này nó mà khắm lọ mình lên đam này nó hay thì anh em nhớ để lại mỗi người cho mình xin một like nha anh em ơi. Rồi, một giây thôi, cho xin một giây bấm vào cái nút like đây anh em ơi. Và để mình giết con này đấy. Mày định làm gì đồng đội tao mày? Ôi, thấm quá anh em ơi. Lên nào, thấm mấy lại anh em ạ. Ôi trời ơi, nó múc một phát thôi. Rồi, ra bưởi. Ui, xịt rồi, xịt lô rồi. Giết nó, giết. Em xin. Thánh ca hết đây rồi. Ngủ người anh ạ. Ôi trời, lại đến bướm đi đẩy trụ lén nữa. Thì bạn chết đi. Ui chạy đi đâu con sâu này. Đây rồi. Hàng về. Ui chạy nhanh ghê. Ui chạy nhanh vãi đái anh em ạ. Gì đây? Cá nó ngu. What the fuck, cá nó ngu. Đấy mình phải tắm cho này phải tiếp anh em ơi. Ulti tắm cho tem thôi rồi. Ấy trời ơi. Ngu người anh em ạ. Rồi mua lát trời mình luôn rồi. Hai lần mình ulti mình tắm cho nó rồi. Ngu hết cả người anh em ạ. Trời ơi.
Thì đây, biến thần đánh quái giờ. Biến thần đánh quái giờ à? Ghê vậy. Biến thần đấy là để mình ấy chứ, để mình tắm cho tem mình chứ, mình này biến để đánh quái đâu. Bạn này nghĩ oan cho mình rồi, chán thế. Ngu người. Ui ôi, hàng về sủi chết đấy. Mày chạy đi đâu con sau này? Ui xịt rồi. Ui ôi cô ơi, bộc phá xịt anh em ạ. Thế thì thằng này phải chết. Đồng đội mày chạy được thì mày phải ở lại. Ngu hết cả người anh em ơi. Ui ôi, ui ôi, chết luôn kìa thanh niên. Căng vãi. Rồi. Vâng, tem địch với tem mình vẫn đang cà kịa nhau anh em ơi. Bố khỉ. Mình 6-1 rồi. Mình xanh vãi đái rồi anh em ơi. Ôi ôi, đau thế. Thôi em đi về đây. Cái gì đấy? Dùng ulti rửa bướm đi. Ôi ôi, thật chết rồi. À, gặp thằng nhiều này, bậy quá, bậy quá. Sao lại dùng ulti rửa bướm thế này, chết tôi rồi. Vãi cả đái đi. Rồi. Ok luôn anh em ơi. Ê trời ơi. Rồi, con bướm ra để mình dùng ulti phá bướm. Xong rồi anh em ơi. Rồi, ăn con này đã xong thì mình xử đẹp cái con AD kia nha. Gì đấy? Một rát bướm khối bờ lờ. Cái con Celica kìa. Con vừa là con này ulti bắn được cả trụ, ngu hết cả người anh em ạ. Gì? Ôi dồi ôi, KS của tôi ông nội ơi, đánh từ đầu đến cuối nó KS luôn ạ. Trời ơi, thế bây giờ không? Đồng với cha đội. KS kinh quá bạn ơi. Rồi không sao hết. Ui dồi, bướm nó lại thịt bạn kia rồi. Chốt rồi. Thế thôi để dừng bạn toán cho. Ê, 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 hàng về. Đây rồi, ý rồi, giết. Cái gì đây? Cá à, cái gì đây? Không biết bạn định bảo cái gì luôn. Ê, ê, đây rồi. Cá L8. Bãi xít anh em ơi. Được làm bướm thôi. Bãi đái đi. Giờ bị bướm nó giết cay anh em ạ. Murat con mình bị bướm giết quay cay. Thôi cút ra ngoài kia. Không tao giết mày. Giết mày rồi, mày chết rồi, mày chết rồi. Mày chết rồi. Ngu người, dám không cho tao về này. Không cho tao về tao giết mày luôn. Hay đấy, ui dồi. Cái gì nhở? Murat đánh khá phết nhở. Ôi dồi, nhưng mà rất tiếc cho bạn. Chết luôn rồi. Ok anh em ơi, thì mình cắt bỏ chút cái đoạn lúc nãy ông trong trận đấu nó kéo dài quá anh em ạ. Cái trận lúc nãy cũng không có gì, cái đoạn lúc nãy nó cũng không có gì là khám lọ mấy anh em ơi. Rồi, thì bây giờ team mình nó đã bị đẩy mất 3 đường rồi anh em ơi. Bố khỉ, chết rồi. Team mình nó bị đẩy 3 đường luôn rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao bây giờ anh em ơi? 3 đường luôn rồi. Ui dồi, trong này chắc chắn có người anh em ơi. Đây rồi, hàng về. Ui dồi, ui giết. Quốc lương, mày chạy đi đâu con sau này? Mày tụi giết mày luôn. Ôi, nó dùng kim chạy mất tiêu rồi. Ôi, đông quá anh em ơi. Chết mày ơi. Đông quá. Chết đi, vẫn giết được lại. Giết được này nữa. Chết. Ui dồi, lấy được hết giáp hồi sinh của chúng nó rồi anh em ơi. Hay anh em ơi. Rồi, được mất cái mạng của mình nhưng mà cũng giết được khá mạng của team nó rồi. Ui dồi. Rồi, ok anh em ơi. Rồi ra lại rồi, cái thời gian hồi sinh nó lâu quá anh em ạ. Thôi mình cắt. Ok. Thì ok, bây giờ mình lên lại cái đồ tanh nha. Chứ không về sau này cha mình nó chả có cái con tanh nào cả anh em ạ. Bố khỉ. Rồi, hàng về. Ui, lại tốc hành nó chạy. Thôi, bỏ đi anh em ơi. Bỏ đi mà làm người. Nó đánh đấy. Cái gì đấy, cha bạn bảo win á. Win sao được, trời ơi. Team mình ăn cả tà thần rồi đây này. Win cái gì hả? Rồi có ulti rồi. Không sợ anh em ơi. Giết luôn. Ôi trời ơi, này thì team bạn bảo win này. Win là bưởi. Rồi mình bán nốt cái đấy à. Này mình lên à. Rồi giáp thống khổ nó đánh đi. Đánh tớt đi. Giết. Chúng mày định làm cái gì hả? Mày chạy đi đâu hả? Rồi chạy đi. Chạy thì thua thôi nha. Ôi trời ơi. Rồi, mày quá, rồi team mình có người về rồi anh em ơi. À, đủ, chết rồi. Ok, mày quá, team mình đẩy được cái thằng Murat team địch về rồi. Và ván này nó cũng win anh em ơi.
Ý là gì thua ngựa? Ok. Thì anh em xem video nhớ để lại một like, một đăng ký kênh. Đừng quên comment những ý tưởng xuống bên dưới nha. Và bấm chuông để không bỏ lỡ các video khắp lọ The Joe Game nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha. Bye bye.